Cô chào tất cả các em. Cô chào chúng ta lại được gặp nhau rồi. Trong tiết luyện từ và câu hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu thêm các từ ngữ về lễ hội, ôn luyện thêm cách dùng dấu phẩy trong câu nhé. Các em đã chuẩn bị cho cô sách tiếng Việt trang 70, vở trắng nháp, bút thước chì gôm chưa nào? Các em mở sách trang 70, mở giấy nháp, cầm bút lên. Chúng ta bắt đầu học bài. Trong phần kiểm tra bài cũ, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau đây. Bằng cách các em chọn một đáp án A hoặc B hoặc C hoặc D nếu các em thấy đúng. Câu 1. Sự vật được nhân hóa trong câu. Những chú voi chạy đến đích trước tiên đều ghìm đà, hô vòi, chào những khán giả đã nhiệt liệt cổ vũ, khen ngợi chúng là A. Những chú voi, B. Ghìm đà, C. Chào, D. Những khán giả. Các em đã chọn được đáp án chưa? Cô mời các em quan sát trên màn hình và xem đáp án của cô nhé. À, đáp án đúng là A. Những chú voi chính là sự vật được nhân hóa trong câu. Câu hỏi 2. Bộ phận trả lời câu hỏi vì sao? Trong câu, ông Cản Ngũ thắng Quắm Đen vì điềm tĩnh và giàu kinh nghiệm là A. Ông Cản Ngũ thắng Quắm Đen, B. Điềm tĩnh, C. Giàu kinh nghiệm, D. Vì điềm tĩnh và giàu kinh nghiệm. Các em chọn đáp án nào rồi? Đáp án của cô là D. Vì điềm tĩnh và giàu kinh nghiệm chính là bộ phận trả lời câu hỏi vì sao. Cô khen các em đã trả lời nhanh và chính xác các câu hỏi của cô. Bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới nhé. Luyện từ và câu. Từ ngữ về lễ hội, dấu phẩy. Trong bài học hôm nay, cô yêu cầu tất cả các em nắm được các nội dung sau. Một, nghĩa của từ lễ, lễ hội và hội. Biết tên một số lễ hội và hội, các hoạt động chính được diễn ra trong lễ hội và hội. Biết cách đặt dấu phẩy sau bộ phận câu chỉ nguyên nhân và ôn luyện về cách đặt dấu phẩy trong câu. Chúng ta cùng tìm hiểu và giải quyết yêu cầu của các bài tập đọc trong sách nhé. Cô mời các em quan sát màn hình cùng tìm hiểu yêu cầu bài tập số 1. Chọn nghĩa thích hợp ở cột B cho các từ ở cột A. Trong cột A là các từ ngữ lễ, hội và lễ hội. Cột B chính là nghĩa của các từ ở cột A. Hoạt động tập thể có cả phần lễ và phần hội. Cuộc vui tổ chức cho đông người dự theo phong tục hoặc nhân dịp đặc biệt. Các nghi thức nhằm đánh dấu hoặc kỷ niệm một sự kiện có ý nghĩa. Yêu cầu của các em là nối đúng từ ở cột A với nghĩa thích hợp của từ đó ở cột B. Các em hãy quan sát những tấm hình của cô. Những hình ảnh này có quen thuộc với các em không? Đúng rồi, đây là hình ảnh các buổi lễ thường diễn ra ở trường chúng ta hàng năm đúng không nào? Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Còn đây, lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Buổi lễ là các nghi thức trang trọng nhằm đánh dấu hay kỷ niệm một sự kiện có ý nghĩa. Tiếp theo,
trong hình 1 chính là hội chọi trâu, rất đông vui, náo nhiệt. Hình 2, hội đua voi ở Tây Nguyên, rộn rã tiếng chiêng trống, tiếng của người điều khiển voi và những người xem hội. Hình 3 là hội lim, dành cho những liền anh liền chị giao lưu các điệu hát quan họ để đông đảo người dân thưởng thức. Hình 4, hội vật, rất đông người háo hức đứng xem. Hội có chung không khí vui tươi, đông người tham dự, được tổ chức vào dịp đặc biệt theo phong tục địa phương. Còn các hình ảnh này là những lễ hội của nhân dân nhiều nơi trên đất nước ta. Hoạt động lễ hội thì có cả phần lễ. Hình 1 là lễ khai hội chùa Hương, hình 2 là lễ dâng hương, hình 3 và hình 4 là lễ rước kiệu. Sau khi thực hiện xong các nghi lễ thì đông đảo người dân sẽ được tham gia ngày hội. Chúng ta đã tìm hiểu và phân biệt lễ và hội và lễ hội. Các em hãy đọc cho cô. Lễ là gì? Hội là gì? Lễ hội là gì? Lễ là các nghi thức nhằm đánh dấu hoặc kỷ niệm một sự kiện có ý nghĩa. Hội, cuộc vui tổ chức cho đông người dự theo phong tục hoặc nhân dịp đặc biệt. Lễ hội, hoạt động tập thể có cả phần lễ và phần hội. Cô mời các em bắt đầu bài tập số 2. Các em có thể tìm và ghi vào vở hay giấy nháp đều được. Câu A, tên một số lễ hội. Các em lưu ý, trong lễ hội thì phải có cả phần lễ và phần hội, ví dụ lễ hội Đền Hùng. B, tên một số hội là các cuộc vui đông người tham gia theo phong tục địa phương, ví dụ hội bơi trải. C, tên một số hoạt động trong lễ hội và trong hội. Cách làm như sau. Các em dùng thước chia giấy nháp thành hai cột. Cột A, tên một số lễ hội và hội. Cột B, tên một số hoạt động trong lễ hội và hội. Cô làm mẫu cho các em. Trong cột đầu tiên, chúng ta có thể ghi tên là lễ hội Đền Hùng. Trong lễ hội Đền Hùng, có các hoạt động rước kiệu, tế lễ, chơi cờ người, múa lân. Thứ hai, hội đua voi. Trong hội đua voi thì có các hoạt động đua voi, đánh chiêng trống, cổ vũ, trao giải. Các em hãy hoàn thành bài tập số 2 trong vòng 5 phút nhé. Cô mời các em quan sát màn hình. Cô sẽ giới thiệu thêm cho các em tên một số lễ hội và hội, cũng như một số hoạt động diễn ra trong lễ hội và hội để các em hiểu thêm về phong tục tập quán của nhiều địa phương trên đất nước ta. Tên một số lễ hội và hội có thể kể đến lễ hội Đền Hai Bà Trưng, lễ hội Chùa Hương, lễ hội Chùa Keo, hội lim, hội đua thuyền, hội vật, hội trọi gà. Tương ứng trong cột thứ hai thì ta có lễ hội Đền Hai Bà Trưng sẽ có hoạt động rước kiệu, múa lân. Lễ hội Chùa Hương sẽ có lễ Phật, hát chèo đò. Lễ hội Chùa Keo sẽ có hoạt động thắp hương, thi đập niêu. Còn trong hội lim thì có hoạt động hát quan họ. Trong hội đua thuyền thì có hoạt động đua thuyền. Hội vật có hoạt động vật và hội trọi gà có hoạt động trọi gà. Đó là các hoạt động chính trong các lễ hội và hội.
các lễ hội. Lễ hội đền Hai Bà Trưng, lễ hội chùa Hương, lễ hội chùa Keo. Thì các hoạt động nằm trong phần lễ có hoạt động rước kiệu, lễ Phật, thắp hương. Hoạt động thuộc phần hội thì có múa lân, hát chèo đò, thi đập niêu. Còn đối với các hội như là hội lim, hội đua thuyền, hội vật, hội chọi gà thì không có các hoạt động của phần lễ mà chỉ có các hoạt động ở phần hội. Đó là các hoạt động hát quan họ, đua thuyền, vật, chọi gà. Qua bài tập 1 và bài tập 2, các em đã được mở rộng thêm các từ ngữ về lễ hội, có thêm hiểu biết về lễ hội, hội và các hoạt động chính trong lễ và hội. Trong phần tiếp theo của bài học, các em sẽ được thực hành đặt dấu phẩy trong câu. Cô có câu văn sau. Người lớn, trẻ em, nô nức đi xem hội. Chúng ta nên đặt dấu phẩy ở vị trí nào trong câu? À, đúng rồi, các em ạ. Người lớn và trẻ em đều là danh từ chỉ người. Cùng trả lời câu hỏi ai nô nức đi xem hội. Nên ở giữa từ người lớn và trẻ em, ta đặt dấu phẩy. Cô mời các em cùng tìm hiểu cách đặt dấu phẩy trong bài tập 3 nhé. Em đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu dưới đây? Câu A. Vì thương dân, chở đồng tử và công chúa đi khắp nơi dạy dân cách trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải. Trong câu này, bộ phận câu nào trả lời cho câu hỏi ai? Đúng rồi, chở đồng tử và công chúa là bộ phận trả lời cho câu hỏi ai. Vậy chở đồng tử và công chúa làm gì? Bộ phận câu trả lời cho câu hỏi làm gì chính là đi khắp nơi dạy dân cách trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải. Các em lưu ý, trong phần trả lời câu hỏi làm gì, các từ trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải. Vậy theo các em, chúng ta nên đặt dấu phẩy ở đâu? Các em nói đúng rồi, ta cần ngăn cách các công việc trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải. Nên ta sẽ đặt dấu phẩy sau từ trồng lúa và từ nuôi tằm. Em nói xem, bộ phận câu nào trả lời câu hỏi vì sao? Em trả lời đúng rồi, bộ phận câu trả lời câu hỏi vì sao chính là vì thương dân. Đây là bộ phận câu chỉ nguyên nhân của sự việc diễn ra trong câu. Nên em cần đặt dấu phẩy để ngăn cách bộ phận câu trả lời câu hỏi vì sao với các bộ phận khác trong câu. Chúng ta cùng đặt dấu phẩy cho câu B nhé. Vì nhớ lời mẹ dặn, không được làm phiền người khác, chị em Sophie đã về ngay. Em hãy trả lời cho cô. Nguyên nhân của việc chị em Sophie đã về ngay là gì? À, vì nhớ lời mẹ dặn, không được làm phiền người khác. Vậy, bộ phận câu trả lời câu hỏi vì sao là gì? Đúng rồi, bộ phận câu trả lời câu hỏi vì sao là vì nhớ lời mẹ dặn, không được làm phiền người khác. Theo em, chúng ta sẽ đặt dấu phẩy ở đâu? Em nói đúng rồi, ta cần đặt dấu phẩy để ngăn cách bộ phận câu trả lời câu hỏi vì sao chỉ nguyên nhân của sự việc trong câu, ngăn cách nó với các bộ phận khác trong câu, nên ta đặt dấu phẩy sau chữ người khác. Các
Các em lưu ý về cách đặt dấu phẩy ở câu A và câu B. Cụ quanh tròn màu xanh là dấu phẩy dùng ngăn cách bộ phận câu chỉ nguyên nhân với các bộ phận khác trong câu. Cụ quanh tròn màu đỏ là dấu phẩy dùng ngăn cách các từ cùng loại trong câu. Các em hãy ghi nhớ cách đặt dấu phẩy trong câu sau đây để em dùng dấu phẩy cho thật chính xác nhé. Tác dụng của dấu phẩy: ngăn cách các từ cùng loại đứng cạnh nhau. Thứ hai, ngăn cách bộ phận câu chỉ nguyên nhân, trả lời câu hỏi vì sao, tại sao, nhờ đâu với bộ phận khác trong câu. Cô cảm ơn tất cả các em đã học bài rất chăm chỉ. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi dự lễ hội nhé! Các em đã sẵn sàng chưa nào? Các em hãy tập trung và trả lời thật nhanh câu hỏi của cô nhé! Trước tiên, cô sẽ giới thiệu để các em biết thêm về các lễ hội ở những miền quê trên đất nước Việt Nam ta. Đây là lễ hội Đền Hùng, lễ rước kiệu vua Hùng Vương đời thứ 18, thường được tổ chức ở miền Bắc. Là lễ hội Tháp Bà, thường tổ chức ở miền Trung. Còn đây là lễ hội Cầu Ngư, thường tổ chức ở miền Trung và miền Nam. Lễ hội Thành Cổ Loa ở miền Bắc. Lễ hội Thả Diều được tổ chức nhiều nơi trên đất nước ta. Còn đây là hội đua ngựa, thường được tổ chức ở miền núi phía Bắc. Đây là các hình ảnh của hội khỏe Phù Đổng, được tổ chức ở rất nhiều nơi trên đất nước ta nhằm khuyến khích người dân tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Các em đã được tham gia tìm hiểu rất nhiều các lễ hội và hội trên khắp miền đất nước. Bây giờ, cô trò chúng ta hãy cùng nhau chơi một trò chơi bổ ích nhé! Các em đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu! Đố các em, đây là lễ hội gì? Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3? Em trả lời đúng rồi! Đây chính là lễ hội Đền Hùng. Tiếp theo, các em hãy trả lời thật nhanh cho cô. Bức tranh này miêu tả ngày lễ hội quen thuộc với tất cả các em, ngày hội trăng rằm. Đây là lễ diễn ra vào mùa đông. Các em trả lời rất nhanh. Lễ Giáng sinh. Đây là lễ hội gì các em? Đúng rồi, lễ hội Halloween, lễ hội hóa trang. Bài học của chúng ta đã hết rồi. Các em hãy nhớ làm các bài tập vào vở sau buổi học nhé. Cô mong các em thật chăm chỉ và ngoan. Cô chào bạn, tạm biệt tất cả các em.